khoảng trên 6 cây rưỡi vàng trên chiếc túi da cá này và đính rất nhiều những viên kim cương hột xoàn thiên nhiên tuyển chọn trên cái logo chiếc túi này. Đây là chiếc túi mà một vị khách hàng đã đưa cho Kỳ Lân và yêu cầu Kỳ Lân thực hiện thay tất cả những cái phần màu vàng này bằng vàng nguyên khối AU750, và cái logo này phải thay bằng vàng nguyên khối AU750 và đính full kim cương hột xoàn tuyển chọn lên cho chị Kỳ Lân thực hiện ngay. Còn vài công đoạn nữa, đó chính là còn thay cả cái logo ở đây nữa bằng vàng luôn, và còn một cái phần quay sách cũng nguyên cụm bằng vàng. Cái quay sách này Kỳ Lân đang làm cho vị khách đó là trên 3 cây rưỡi vàng, và tổng cộng cái túi sách này trên tất cả phần vàng cộng lại là trên 9 cây vàng. Kỳ Lân Luxury, sang trọng, đẳng cấp, thượng lưu.